Mời nhà trai. Rồi chào em trai. Rồi sao em hồi hộp không? Dạ, lời đầu tiên thì em xin được chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Trần Thị Xuân Kiều, em sinh năm 96 và hiện tại công việc của em đang là một freelancer và làm MC ạ. Quê quán mình ở đâu? Dạ, em ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ạ. Em đang sinh sống thì tại quận 9. Mời em trai. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Trần Vũ Long ạ. Em sinh năm 91 ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Trước kia em có làm công nghệ thông tin ạ. Sau đó em có đi du học ở Hàn Quốc một năm. Bây giờ em đang làm quản lý của một cái spa sông ở Hàn Quốc ở Biên Hòa Đồng Nai. Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh nó cũng không xa gì mấy. Mà bạn này bạn làm tự do, Linh ơi, bạn có thể xuống dưới đó bạn làm cũng được. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, em thấy mình là một cô gái cũng khá hoạt bát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái nhược điểm thường thấy nhất của em là em kiểu hay nóng tính, hoặc là khi mà em không vui thì em rất dễ quạo. Bữa nay là vui vẻ không quạo nha. Dạ đúng rồi, hôm nay là vui vẻ không quạo ạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là em biết công nghệ thông tin, em biết tiếng Anh, em cũng hay thích hát. Khuyết điểm em ngủ hơi nhảy. Cái này đâu cũng phải khuyết điểm. Đúng rồi, phải khuyết điểm đâu. Dạ, hơi lộn thuộm. Dạ, nhà chào chị ạ. Bây giờ em nói cho chị Hồng Vân biết. Dạ. Là em có bao nhiêu mối tình rồi, để chú kiểm tra coi. Dạ, chính thức là có 2 mối tình. Mối tình sinh viên là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình dài nhất của em, 6 năm. Còn mối tình thứ hai cỡ khoảng 6 tháng. Sau 2 mối tình thì mình thấy mình còn thiếu sót gì trong tình yêu mà mình cần phải hoàn thiện hơn? Dạ, nói chung là em phải quan tâm bạn gái một xíu. Nhưng mà cái vấn đề em thiếu chăm sóc là do em bận công việc hay là vì cái bản tính em vô tâm? Em có một cái thật xấu là khi em tập trung em làm cái gì đó, em quên hết mọi thứ luôn nhỉ. Quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn á. Có giờ quên tắm đó... mấy ngày không? Maximum 2 ngày thôi. 2 ngày nó hai cũng ngày hôi ở... lắm rồi. 2 ngày ở khí hậu Việt Nam mình là thấy cũng mệt mỏi đó. Dạ nhưng nói chung là khi mà em làm xong công việc là em nhớ ra là em thấy hôi là em đi tắm. Dạ. Thì đứa em cần phải có một người bạn gái. Dạ đúng rồi, quan tâm tí. Hiểu được cái điều đó để nhắc nhở cho em. Đúng rồi. Sao nghe nói vậy có thấy một người bạn trai mình mà cái tập trung cao độ như vậy, theo em đó là tật xấu hay là một cái cá tính tốt? Dạ theo em thì em thấy có cả hai khía cạnh luôn ạ. Em nghĩ là tập trung cho công việc hoặc là cho mục tiêu của bạn thì bạn cứ tập trung như vậy được vẫn tốt. Nhưng mà em nghĩ là được thì nên tiết chế bớt, chứ cũng không nên quá mức mà gọi là tập trung mà quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn ạ. Cưng, hỏi nè, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, từ trước đến giờ thì em có một mối tình cũng là thời sinh viên, 4 năm. Và với em nó cũng là mối tình sâu đậm nhất. Sau đó em chia tay tới giờ được khoảng 5 rưỡi, gần 2 năm rồi. Coi như là các bạn đều có những cái mối tình đầu ha, nó đẹp ha. 4 năm, 6 năm. Ôi nhắc mối tình đầu tự nhiên mình chợt nhớ là mối tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Mối tình đầu giờ anh Quyền Linh còn nhớ mối tình của anh Quyền Linh là ai không? Dạ. Giờ vô cái chuyện khác đi, chuyện mới đi ha. Bên đàn gái, em muốn mối tình tiếp theo của em là một người như thế nào? Dạ em thì chỉ cần kiểu cao hơn em một xíu mà được thì nếu mà trên 1m7 thì càng tốt ạ. Dễ nhìn, em cũng thích một bạn nam biết hát. Với lại bạn kêu bạn cũng tốt về tiếng Anh, mà em trong năm nay em cũng đang có định hướng là mình sẽ học thêm về Anh ngữ, nên em thấy đó cũng là một lợi thế. Hợp lý quá. Nói bên đây cười. Đúng ý. Sạch sẽ, đẹp trai, 1m7 thì cũng được. Đôi khi chắc thiếu một phân gì đó. Tiếng Anh giỏi, giao tiếp tốt, ok. Em không thích cái điều gì ở cái người bạn trai? Nhưng mà em không thích những bạn hút thuốc hoặc là quán nghiện chơi game, kiểu ích kỷ hoặc là tính toán một xíu, thì những bạn nam như vậy thì em không thích thôi. Còn lại em cũng khá dễ. Có tính toán không? Dạ em không có hút thuốc, không có rượu bia, không. Có tính toán không? Không ạ. Trời ơi, sao tính toán được, cuộc sống mà không tính toán sao được. Phải tính toán. Cho công việc thì em tính thôi, chứ người nhà em không có tính toán. Bên kia cũng đã đưa tiêu chí rồi, em đưa tiêu chí đi. Bạn gái em thế nào? Dạ thì em cũng cần một bạn gái biết thông cảm và chia sẻ lễ phép với người lớn. Cao thì khoảng 1m5 trở lên là được rồi. Đây cao 1m2, 1m3 gì vậy? Có gu ăn mặc cơm. Có gu, nhưng mà hơi gù được không? Nó nghe thấy sợ rồi. Thằng nhỏ hoảng loạn luôn á. Em có thích bạn gái có cái nét phẳng phức của gái Hàn Quốc không? Dạ được ạ, quá tốt ạ.
Gái Hàn Quốc là sữa không á? Em có cái mẫu hình nào mà trong showbiz không? Dạ giống Miyu á, vừa đa tài với lại cũng biết kinh doanh á. Có nghĩa là em thích một cái người bạn gái vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh hả hay sao? Dạ vâng đúng rồi. Ồ vậy thì bên nhà gái tôi dư luôn rồi, người ta làm MC đừng, nè. Dạ. Ta làm kinh doanh luôn nè. Thôi đừng. Rồi không nên là nghệ thuật làm nghệ thuật là nghệ thuật dạ. Đừng kinh doanh. Những người làm nghệ thuật kinh doanh bao giờ cũng giàu. Ông đó. Em không thích điều gì ở cái người bạn gái? Em không thích phụ nữ hay càm ràm. Mời phụ nữ nào cũng càm ràm hết trơn á. Thôi nói vậy chứ thôi giờ cho hỏi được gia đình đi ha. Nói chung là hỏi gia đình đi. Qua trao đổi thì thấy hai đứa nó cũng có đồng có cảm với nhau rồi đó. Được không chị, mà, được không chị? Đó, có những cái chỗ mà nó chạm nhau đó. Giờ hỏi ý kiến gia đình đi. Dạ, ngày hôm nay em đi chung với mẹ em và dì của em ạ. Chào đại gia đình nhà gái. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Chào bên nhà trai và chào các khán giả trong trường quay. Cháu trai này thấy được. Thì cô cũng mong hai con bấm nút với nhau rồi dạ tìm vâng. Hiểu với nhau rồi. Dạ vâng. Mẹ bật đèn xanh rồi đó. Rồi, con trai đi với ai? Em có đi theo với em trai với em gái. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là em trai ruột của anh Long. Qua người có nói chuyện á, thì em thấy hai người rất ư là bù trừ được nhau, rất là tốt để mà có thể quen với nhau. Anh Long á thì rất là tốt bụng, chỉ là hơi nhút nhát một chút thôi. Còn chị gái đây thì rất là biết cách nói chuyện. Em nghĩ là hai người nên tạo cho mình một cái cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Yeah, mở rào. Anh cũng tặng em hoa với lại sô-cô-la. Hoa này là hoa hồng sáp, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Còn thanh công an này chúc em luôn ngọt ngào như thanh sô-cô-la. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà gửi tặng anh, đó là một cuốn sách ạ. Cảm ơn em. Em thấy anh có giống như hình mẫu lý tưởng mà em hay suy nghĩ trước khi gặp không? Không biết sao nhưng trong đầu em thì em suy nghĩ ra anh là kiểu hơi cao cao gầy gầy hoặc là sao đó, nhưng mà nói chung anh vẫn kiểu vừa người tròn tròn, vẫn dễ thương ạ. Thì đến đây là anh cũng giảm được 10kg rồi đó, anh mới tới đó. Chứ trước anh cũng mập lắm. Chắc có em chắc anh thêm động lực thêm 5kg nữa chắc được. Em tưởng là em giảm cách nào hay gì? Dạ, em tập gym chị ơi. Em chỉ cho chị Vân đi. Nè, cái người đó cũng cần phải giảm đó. Em cho anh hỏi về sở thích đi. Em thích đi đâu hay là thường em rảnh rỗi em hay làm gì? Em cũng kiểu có sở thích đi hay đi đây đó thôi, chứ không hẳn là đi du lịch. Thì ít nhất thường một năm em sẽ đi du lịch, nếu mà không xa thì sẽ đi gần khoảng ít nhất là một lần. Vậy thì anh có thích đi du lịch không? Và có thể sau này nếu mà hai đứa tìm hiểu thì anh có thể đi cùng em không? Một năm đi một lần thì ít đó em. Thường nhà anh một năm chắc cũng phải đi hai lần. Bây giờ quan trọng hai đứa xa hơn chút xíu đi. Rồi sắp tới ví dụ mình quen nhau, mình hiểu nhau, rồi khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau được? Thì anh năm nay cũng 29 rồi. Thì anh khoen, anh nghĩ chắc 30 là đẹp. Thì anh khoảng một năm thì mình tìm hiểu nhau, nếu mà được thì mình có thể đi đến chuyện hôn nhân. Còn em nghĩ sao? Em nghĩ là gặp một người mà em thấy phù hợp thì thời điểm đó là phù hợp, chứ không quan trọng tuổi tác ạ. Ok. Em có ngại làm dâu không? Anh là con trai trưởng cho nên làm dâu có thể là sẽ phải làm. Mẹ anh thì kêu là không cần, nhưng mà anh thì anh nghĩ là khi mà về già thì ai người lớn tuổi thì sao cũng phải cần. Mình cũng không cần ít cũng cần nhiều, cho nên cái việc làm dâu là cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Thật ra ví dụ như là anh muốn ở, nhưng mà ngoài anh có các em nữa, ví dụ như là các em anh thích ở hơn thì anh để cho các em anh ở cũng được. Anh luôn đặt anh là người sẽ phải làm cái việc đó, chứ anh không có đẩy bố mẹ anh. À, cái này em đang nói là kiểu san sẻ trách nhiệm chứ không phải là đẩy. Đúng là san sẻ thì mình vẫn san sẻ, mấy đứa em của anh vẫn san sẻ với vậy anh. Nếu em nhưng mà cũng cái là người mà con trưởng xong rồi mẹ em thì ở một mình thôi, xong mẹ em cũng muốn em ở chung với mẹ em á. Em là còn mẹ thôi à, hay sao? Dạ, bố mẹ em thì hiện tại ly dị rồi và bố em ở riêng, còn em hiện tại đang ở với mẹ. Bên muốn ở rể, bên muốn làm dâu đó. Mình có thể tính sau, có nghĩa là khi mà mình về chung là mình sẽ bàn bạc với nhau. Em là con gái một hả hay sao? Dạ, em là con đầu xong còn một em trai nữa.
À vậy thì yên tâm, em trai thì nó cũng phải có trách nhiệm với mẹ. Cái dạ, chuyện đó là rồi. Đương nhiên rồi. Em hỏi vậy thôi chứ còn em thì không ngại vấn đề làm dâu. Thì em thấy làm dâu mà mẹ mà kiểu thoải mái thì đúng thật là kiểu mẹ chồng còn giúp mình nhiều lắm. Rồi thôi chuyện đó mình bàn sau đi. Vâng ạ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vâng. Bây giờ em tiến tới nắm tay cô gái ấy, hát tặng một bài hát nào đó. Cảm giác như thế nào, đông đầy hay không? Khi gặp em từ giây phút đầu, anh đã tin mình sẽ mãi của nhau. Dẫu khó khăn cũng có sẵn bước trên đường xa, sẽ càng yêu và yêu thiết tha. Nép vào anh hoàng hôn nắng chiều, anh gọi tên cảm giác đó là yêu. Những phút bên cạnh nhau, ước muốn cho ngày sau sẽ được yêu và yêu rất lâu. Cảm ơn anh. Bạn gái đáp lại. Anh hát một bài cũng khá là nhẹ nhàng rồi. Em sẽ hát một bài hát vui tươi hơn một xíu ạ. Đường nào vào thiên đàng ái ân, là đường vào nhịp thở lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phụ đơn mon gót chân mềm. Lạt vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi trôn sâu cành xa vun, để muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo, không tình nào say đắm hơn em đâu. Tỏ tình một cái là vô thiên đường ái ân liền luôn. Mỗi người sẽ có 30 giây để nói với nhau những cái gì mình đang suy nghĩ trong lòng. Đôi khi là cuộc sống thì có những cái ngã rẽ, chúng ta phải biết lựa chọn. Thì anh mong em là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể bước tiếp. Tất cả những gì cô gái trả lời sẽ bằng nút bấm 3 2 1. Hết thời gian. Cặp đôi này là khá đồng cảm với nhau các bạn. Gần như là 90% các bạn có những điều rất hợp với nhau. Chúc mừng ha. Vân thấy cái cặp này các bạn mà đồng sàng đồng mộng tới cái mức mà có một cái vấn đề mà các bạn sẽ phải tế nhị để mà khi mà mình gặp nhau để mình bàn bạc, bởi vì làm hai dâu. Bạn này đều là những người có hiếu. Bây giờ xin phép được hôn nụ hôn đầu tiên trên gò má của bạn gái mình nè. Dạ, con xin phép bác cho con. Chúc mừng các bạn. Rồi, chị em... bắt tay anh Quỳnh Linh gái cho hiện hồi hộp vậy. Đổi hợp ha. Dạ. Rồi, mời đàn gái giới thiệu về mình. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả trong trường quay. Và chào anh bên kia. Con tự giới thiệu, con là Đặng Thị Bông. Năm nay con 28 tuổi. Và nghề nghiệp của con là giáo viên mầm non. Và hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi quê của Bông ở đâu? Dạ, con là người Quảng Nam nhưng mà ba mẹ chuyển vào trong Đắk Nông sinh sống. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân ạ. Dạ, chào chú Quỳnh Linh. Anh Quỳnh Linh. Và chào toàn thể quý vị khán giả. Em là Phan Văn Lâm, năm nay em 28 tuổi. Em là người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hương Khê, Hà Tĩnh. Dạ, em bây giờ đang bán hàng và quản lý cho một chi nhánh của công ty xăng dầu Bình Phước. Vậy đi xe khỏi đổ xăng ha. Dạ đúng rồi. Em nói sơ về cái ưu điểm và nhược điểm của mình đi. Ưu điểm của con là con biết nấu ăn, sống tự lập và con biết sống tình cảm và biết chia sẻ với mọi người. Con rất là sợ nước, tại vì lúc nhỏ đi chơi với bạn xong rồi bạn xô con xuống dưới sông á, xong rồi con xém chết đuối lên, là từ đó con rất là sợ nước. Em ơi em phải sợ đâu, có anh rồi. Có anh rồi. Đó. Dạ. Em trai em có sợ gì không? Em thì chị sợ bạn gái bỏ em giữa đường thôi. Hay á. Em có những ưu điểm gì?
Em là một người chuyên, chịu khó, sống nhiệt tình và luôn biết chia sẻ, biết quan tâm và biết đặt mình vào vị trí của người đó. Quá và người hay khác. Cái đặt mình vào vị trí của người khác mới là hay. Đúng rồi. Biết nấu ăn, biết hát hò. Nhược điểm của em thì chỉ mỗi tội là khi nào mà nói chuyện với ai thì thường nói to. To cái nào? Thí dụ giờ em nói nè, ở Bình Phước em trồng cái gì? Em ở Bình Phước em là độc điều không anh? Điều hả? Dạ độc điều. Điều với cao su nhiều lắm. Cao su có trồng tiêu không? Tiêu có. Vậy là tiêu nhưng điều, mà tiêu nhưng bữa nay tiêu mất giá quá rồi. Nó cũng đâu lớn gì lắm đâu. Dạ. Ví dụ như có thằng kia đang hái tiêu lén của em la nó coi. Lúc mà kia em la lớn thôi coi. Thằng này mày gan to vậy sao mày dám hái tiêu của tao? Mày cút khỏi vườn tao ngay. Tao có lớn đâu. Nhìn mặt ống trộm mắc cười quá nó. Đứng nó cười luôn á chứ. Có duyên luôn. Đâu em hát thử miếng dân ca Nghệ Tĩnh đi. Dạ. Sẽ đi một cùng nhớ về Hà Tĩnh. Nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta. Những cánh đồng muối trắng, tình sâu mới nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên chỉ giữa đồng băng mà gió ngàn bay về. Tình ngấm vang sóng vỗ. Hay quá. Hay đó, trời ơi. Nói chung là có cái khiếu ha. Có tật xấu gì không? Em cũng không nhận ra mình có tật xấu gì. Nói chung mình cứ bình bình vậy chứ cũng không đến mức độ tệ. Không có gì xấu đúng không? Có, nhưng mà người khác biết thì em không biết là mình có tật gì. Bạn dễ thương như vậy, vui vế như vậy, tại sao bạn lại bị ế? Lúc đang ở quê mà chưa đi vào miền Nam làm ăn thì có yêu một cô. Do lúc đó gia đình em khó khăn quá, là quá nghèo khổ nên em quyết định từ đó em chia tay, em vào miền Nam làm ăn đến bây giờ. Vào đây có mối tình nào không? Dạ có một mối tình cũng được 2 năm ở Đồng Nai. Nhưng mà lúc đầu thì bạn gái cũng có lên nhà chơi và bạn gái thấy cái cuộc sống ở trên không được đô hội nên tụi em chia tay đến bây giờ. Còn em thì sao em? Dạ nếu mà nói mà trải qua một mối tình chính thức thì con chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết. Chào em gái. Con chào chú Quỳnh Linh. À, dễ thương mà. Vậy mà không có chàng trai nào. Con không thích cái tính gì của đàn ông? Hút thuốc con không thích. Hút thuốc? Dạ. Con không thích hói. Con thích bạn trai hói. Bên sao Linh? Tình hình ổn không? Cũng ổn, hơi hói hói. Có thuốc không? Dạ không ạ. Có vũ phu không? Dạ không ạ. Có nói nhiều không? Nói thì khi nào lúc nào cần góp ý thì mới nói. Có hói không? Dạ. Thế anh thấy em có hói không? Chứ giờ em chẳng biết em có hói không. Rồi sẽ hói hết. Đó nó vậy đó. Tao coi được không? Đó mà coi nhà trai. Con chào em chào chị ạ. Rồi chào cưng. Bây giờ là muốn lấy vợ lắm rồi đúng không? Dạ em muốn lấy vợ mẹ cũng ở nhà hối quá rồi. Và mọi người cũng hối quá rồi. Vậy dạ. Hả? Thế vậy em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống vợ chồng của mình chưa nè? Thì em làm bên công ty xăng dầu thì cũng công việc nó cũng đã ổn định. Và hai thì nhà cửa em cũng đã có. Ồ có nhà rồi. Dạ em đã có nhà và đón mẹ vào được năm này là năm thứ 6. Mẹ em thì giờ đang khỏe thì bạn gái về mà không thích ở với mẹ cũng được. Thì lâu lâu về thăm mẹ cũng được, bởi vì sau này mà được thì em xin bên công ty cho em đón vợ về ở với ở cây xăng luôn. À, hai có vợ chồng là cùng sẽ sống ở cái nhà công ty phát đúng dạ, không? Đúng công rồi. Ty phân là có việc luôn đúng có không? Có việc luôn, có việc làm luôn. Dạ, đúng rồi. Hay quá. Tức là bạn gái bảo qua tháng cưới em cũng cưới luôn. Cưới luôn. Dạ, hay rồi. Quá. Có chuẩn bị mình có nghĩ là mình sẽ sanh con liền không? Em thấy làm con trai cực lắm anh ạ. Đi kiếm vợ cũng quá trời thôi, em bây giờ muốn đẻ con gái để làm ông ngoại cho nó sướng thôi. À giờ làm ngoại sướng hả? Làm ngoại sướng. Nấu cho rồi được nè. Dạ. Chứ giờ đi kiếm vợ mà anh gì thấy không? Em đi tận đến Bình Phước về đây để đi kiếm vợ. Chà, tội con lắm. Dạ. Rồi thôi để tôi hỏi coi nhà gái tôi nãy giờ nghe thì sao, em nghe tất cả những cái chia sẻ của anh thì em thấy sao nè? Dạ con thấy anh nói thật, anh đã chuẩn bị cho cái rất là nghiêm túc. Dạ. Đây là người đàn ông chu toàn, người ta lo hết rồi. Bây giờ hỏi ý kiến gia đình đi, con đi với ai? Dạ hôm nay con đến chương trình với hai bạn thân và 500 chị em đồng nghiệp chung với con. 500 chị em đồng nghiệp luôn. Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và đàn nhà trai và toàn thể khách trong trường quay. Em là chị và cũng là đồng nghiệp của em Bông. Thì cái nhìn đầu tiên của chị ấy, thì nhìn em rất là vui vẻ. Dạ. Chất phác thật thà.
Nếu mà lên duyên á, thì chị rất là mong em là người che chở, chia sẻ cùng Bông. Tại vì Bông thì là cô bé rất là thật thà, tốt bụng. Nhưng mà Bông rất là thiệt thòi vì ba mẹ Bông mất từ hồi Bông còn nhỏ. Nên một mình Bông đã phải cố gắng và tự lập từ bé. Được có ngày hôm nay thì Bông rất là cố gắng. Vì Bông rất là nhút nhát. Thì nhân chương trình đây, chị chúc hai em cho nhau cơ hội để tìm được một nửa của mình. Dạ, xin dạ, hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bác, với chị là bác là mẹ của giám đốc của em ạ. Dạ, chào bác ạ. Dạ, tôi xin chào hai MC. Dạ, dạ, chào bác. Tôi thì là bác của Năm, dạ, cũng như là đại diện bên nhà trai. Cháu gái bên đây thì cũng dễ thương. Hoàn cảnh của Năm á, thì Năm rất là thương mẹ. Nhưng mà hôm nay là không dám đưa mẹ đi. Bởi vì nếu như mà bên nữ mà không thuận ý thì sợ mẹ buồn. Đó, thành thử nhờ chúng tôi đi để mà tạo cái niềm vui cho cháu. Dạ, xin phép chào chị Bông và chào anh Quỳnh Linh và chào bên nhà gái. Nói về nhận xét về Lâm ấy, thì Lâm rất là ngoan và cần cù trong công việc, trách nhiệm lắm. Nhưng mà nay tới đây thì thấy cô bé gái này thì nó nghĩ là với mới nói với mẹ nè, chắc đây là duyên của Lâm. Nên chị cũng mong hai đứa là hãy cho nhau một cơ hội để cùng nhau tiến tới một ngày nào đó thì chị sẽ được cái mừng cho hai em. Là chị cảm thấy nó rất là vui. Chị vậy thôi. Đó, có một chị gái như thế này thì thôi đó. Tất nhiên là sẽ có anh ạ. Tại tất cả các nhân viên trong cơ quan thì nếu mà anh nào lấy vợ thì sẽ được sếp tài trợ hết. Hay quá. Trời ơi. Mở rau. Bắt đầu nó làm nha. Dạ. Anh chào em. Hôm nay hai đứa chúng mình đến đây là cũng có duyên. Hôm nay anh có món quà. Và đây là bức tranh thêu chữ thập tự tay anh thêu. Đây là bức tranh anh tự thêu trong vòng một tháng. Thì anh cũng mong là tình cảm chúng mình sẽ bền mãi theo thời gian. Và em cũng cho anh một cơ hội để được tìm hiểu em và có một cái kết viên mãn. Dạ, em cảm ơn. Anh giỏi quá. Tôi đại diện nhà gái, tôi cầm hộ nào. Dạ, đây là chậu sen đá mà em rất là thích. Và tính tự tay em chăm và trồng nó như thế này. Và em mong là anh sẽ thay em chăm sóc nó thật tốt. Và nếu sau này sau chương trình em với anh có duyên thì hai chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó. Và anh, và sau này anh sẽ nâng niu với chậu hoa này giống. Dạ, nâng niu em. Dạ, em cảm ơn. Quá dữ. Cho anh nắm tay em với anh bớt run. Dạ. Hôm nay trước mặt mọi người thì em cũng xin hát tặng em một bài hát về tình yêu. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời ra từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện tròn một đời là được mãi mãi thương em. Dạ, em cảm ơn. Trời ơi, cái bạn này làm hay quá Lâm ơi. Biết theo nữa chứ trời ơi. Ôi Lâm giỏi quá. Tôi nể người đàn ông này đó nha. Em gặp anh rồi thì em cảm nhận anh người thế nào? Dạ, em cảm nhận anh là một người rất là chân thật. Anh là con người của gia đình, thật sự. Đó là nói thật cả bằng tấm lòng của anh. Thực sự anh cũng lớn lên, cũng nói chung cũng chỉ hơn em là có mẹ thôi. Mẹ đẻ anh 3 ngày là mẹ phải đi xin cho anh ăn rồi. Nên anh là một người rất là thương mẹ. Đó là anh nói trước. Sau này lấy em thì tất nhiên tình cảm nó sẽ san đôi ra. Nhưng mà anh cũng sẽ hứa, sẽ chu toàn, không để cho em buồn mà cũng không để cho mẹ buồn. Dạ. Đó là con người của anh như vậy. Dạ, dạ thực ra thì mẹ em mất lúc em rất là sớm. Nên là em rất là thèm cái cảm giác mà của gia đình. Anh cũng mong em sẽ cho anh cơ hội để được chia sẻ. Anh sẽ san bớt mẹ cho em. Dạ, em hy vọng là nếu mà sau chương trình này em và anh có duyên với nhau thì hai chúng ta sẽ cùng yêu thương mẹ và cùng chăm sóc bà. Hay quá. Bây giờ cái đường khá xa xôi thế thì mình tính đường hẹn hò thế nào để nuôi dưỡng tình yêu, để chăm sóc tình yêu này? Em thì 10 hoặc là 15 ngày em sẽ xuống một lần. Còn em mà công việc của em nó mắc thì để ngày lễ hoặc gì thì em sẽ cho em về nhà chơi. Thứ nhất để cho ra mắt mẹ. Mẹ biết nhà, biết em biết nhà hoàn cảnh của anh. Đó, thì em cũng, anh cũng mong lúc anh xuống thì em cũng tạo điều kiện cho anh được gặp em. Chứ một lần đi xa là cực lắm. Nếu mà khi nào anh
sắp xếp được thời gian thì có thể gọi cho em. Thế có ngày em sẽ dắt vợ em lên đây và là khán giả của chương trình này. Rồi, giờ tiến tới nắm tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt bạn gái, nói đi. Tất cả những lời anh nói là xuất phát từ trái tim anh ra. Thì em cứ việc bấm nút đi, mọi việc cứ tương lai phía trước cứ để anh lo. Dạ em cảm ơn. Trời ơi đáng yêu quá. Trời đấy, Lâm ơi anh quá Lâm ơi. Lại đây Lâm ngồi đây. Quá duyên dáng rồi. Rồi. Cưng Bông ơi, không bấm nút còn đi. Suy nghĩ bấm nữa không? Không đi cưng. Bấm làm đi. Trước, làm rồi. Trước luôn. Còn tùy bạn gái rồi, bấm xong. Không? 3, 2, 1. Bấm luôn. Anh ơi, chơi, em nhờ anh tí lại bưng ra. Có quà hả? Dạ có quà. Rồi em cứ nắm tay bạn gái luôn. Để em lo tất cả mọi chuyện xung quanh. Trời ơi Bông ơi Bông. Tên, Bông đúng là Bông tên, luôn nè Bông tên, ơi. Tên, tên. Đây bạn trai đã chuẩn bị bởi đường xá xa xôi. Mỗi lần đi mỗi lần người khó ta, bạn ấy nói là chuẩn bị sẵn. Nếu mà bấm nút bạn ấy sẽ đem quà ra. Người ta chu toàn tới cái mức mà mình không có tưởng tượng được. Nói đi, nói đi Lâm. Em ơi, cau trầu nên nghĩa không thê. Mẹ cha đã định em về với anh. Thì hôm nay nhân dịp một cái có chương trình kết duyên cho hai đứa mình thì anh có khai trầu và trái cau. Tức là anh sẽ giảm ngõ và con xin phép mời gia đình hai đại diện hai gia đình lên cho con tí được không ạ? Trời ơi khó luôn. Mời gia đình nàng gái. Đúng ngày hôm nay ngày vui thì đúng là thật sự có mẹ hơn thì hạnh phúc. Nhưng mà con cũng không biết thế nào nên con phải tự một mình tự mằn mò. Dạ em nhận. Dạ em cảm ơn. Trời ơi hôm nay thì cảm ơn chương trình đã tạo một cái niềm vui cho gia đình chúng tôi. Thì rất là xin cảm ơn. Và cũng mong bên nhà gái chấp nhận cái lễ của bên nhà trai chúng tôi để cho hai cháu là dắt nhau đi đến đến cuối con đường cuối con đường á. Trời ơi. Trời ơi. Trời mọi người ơi, mọi người đây là rượu cưới, nè. Đám cưới về trà nè. Về. Rồi trầu nè. Mình có hút này câu nè. Câu nè. Trầu nè. À. Bánh nè. Bây giờ trong lòng em nghĩ thế nào em có thể chia sẻ? Em rất là xúc động. Em mở cái này. Bởi vì Lâm giấu mẹ, cái này là phải tự lo. Đó, thành thử ra không có những cái gì mà nó chưa được hoàn thiện thì cũng mong. Rồi, chúng ta chúng ta hãy cùng vỗ tay để chúc mừng cho hai trẻ. Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là ngày rất đẹp. Đẹp quá. Chúc cho hai em sẽ sớm về chung một nhà. Ăn chung một nồi cơm, xài chung một bóp tiền, chăm sóc chung những đứa con. Và hãy cùng nhau dắt nhau đến cuối cuộc đời nha. Dạ con cảm ơn chú. Dạ thông qua chương trình này đầu tiên cho con xin cảm ơn ban biên tập của chương trình và hai cô chú MC và tất cả quý vị khán giả. Và con hy vọng là sau chương trình này con và anh có thể tìm hiểu và nếu mà có duyên thì hai đứa sẽ đi tiến đến xa hơn nữa. Hay quá. Dạ con cảm ơn. Hôm nay tôi vui quá ông mối. Chúc mừng bà mối. Dạ. Ha. Hai đứa giờ vậy là xong thủ tục của đại diện hai gia đình rồi. Bây giờ tới thủ tục của chương trình. Chị ơi cho em xin phép cho em. Trời ơi. Chào em. Mời nhà trai. Rồi, ngồi lên. Rồi, mời đàn gái giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Và gửi lời chào tới quý khán giả xem đài của khán giả trường quay. Và đặc biệt xin gửi lời chào tới anh bên cạnh, người lạ ơi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vương Phi Yến. Năm nay em 39 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc của em thì em đang là hiệu trưởng của trường mầm non. Em tên Dương Nhân Đắc. Năm nay 45 tuổi. Dương lên đây xem rung rung quá, xem rung rung quá. Rung quá ha. Thoải mái lên nào. Dạ. Em đến đây chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh đẹp trai và chị Hồng Vân đẹp gái. Chào em. Bác làm nghề gì?
Làm công ty xây dựng. Rồi mình làm ở đâu vậy đó? Dạ đất... em ở Bình Chánh anh. Quê đất ở đâu? Dạ ở Sài Gòn. Sài Gòn. Đó em nói về mình đi, ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là đầu tiên là em là một người phụ nữ có cái sự nhẫn khá là tốt. Người thường nghe những cái pháp thoại mà hiểu về trái tim. Em là người khá là lanh lợi và rất là thông minh. Thì trong công việc thì em thực hiện khá là tốt. Khuyết điểm của em thì thứ nhất là em hay dễ tin người. Hai nữa là em hay quên vị trí đồ vật, chìa khóa và thẻ xe này kia mà giao cho em là em sẽ liền mất tiêu. Cái khuyết điểm nữa là em cũng hay dễ bị xúc động và dễ bị tủi thân. Các ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Dạ, ưu điểm của em thì thích nấu ăn. Em cũng mỗi thứ cái em biết chút chút nha. Dạ, khuyết điểm em ạ. Hơi nóng tính chút xíu. Nóng thì anh đánh giá ở mức độ từ 1 tới 10 thì mình nóng ở mức độ điểm mấy ạ? Chắc anh hả? Anh nóng chắc mức độ cỡ 1, 2 em ơi. À vậy hả? Vậy là hơi nóng thôi đúng không ạ? Xíu. Đáng không đáng kể em ơi. Hãy cho biết một chút xíu về tình duyên đi. Bên gái trước đi, em nói đi. Em cũng chia sẻ thì hiện tại em đang là bà mẹ đơn thân. Em có hai bé, bé gái thì 14 tuổi, hiện tại đang sống với ba. Em thì đang sống với gia đình và nuôi bé trai 5 tuổi. Lý do là tại sao em chia tay? Thì cuộc hôn nhân của em thì kéo dài hơn 10 năm. Em là khi yêu và kết hôn thì chỉ một người đầu tiên. Thì trong quá trình sống chung thì dần dần em nhận ra thì em gặp một người đàn ông không trưởng thành. Cố gắng là vì con, nhẫn nhịn vì con, sống vì con. Và cũng bước ngoặt của cuộc đời của em là khi em làm việc ở một nơi họ dẫn dắt em về giá trị thiền và hiểu về cái cuộc sống vợ chồng. Có đôi lúc chính là cái cuộc chia ly nó sẽ mang tới hạnh phúc cho cả hai người. Và khi em hiểu ra cái chuyện đó thì em thay đổi cuộc sống bản thân mình. Và nó đã cho em cái kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Còn dạ. Bên Đắc thì sao? Dạ bên em cũng lỡ lần đò, có ba đứa con. Dạ lớn nhất cháu ngồi dưới 18 tuổi, nhỏ nhất thì 7 tuổi. Em một mình nuôi ba đứa con. Ồ em tuyệt vời quá vậy. Chia tay nhau lâu chưa? Dạ được 5 năm rồi. Muốn tìm một người yêu thế nào nào? Em chỉ cần là biết chăm sóc, thương yêu ba đứa con em và mẹ em là được rồi. Không có đòi hỏi gì, chỉ cần cưng ba đứa con. Cưng ba đứa con và cưng mẹ nữa. Mong muốn của em về cái người một nửa còn lại của em. Sau cái trải nghiệm của hôn nhân thì em mong muốn cái người đàn ông cùng với em, thứ nhất là có công việc làm tốt, có trách nhiệm của gia đình. Ước mong có một người đàn ông giống như anh Quyền Linh, tất cả mọi việc là vì vợ và vì con, sống hết mình vì gia đình. Nói chứ anh chắc là đã có 80% là giống như anh Quyền Linh rồi đó. Dạ, em cũng cảm nhận như vậy. Em chào anh Quyền Linh. Cô giáo, chào hiệu trưởng. Dạ, em chào anh. Rất là xinh ha. Anh không nghĩ là em có gia đình hai đứa con đâu nha. Dạ, cái body nó vẫn chuẩn. Dạ. Một cô hiệu trưởng rất là tự tin. Dạ. Anh nghĩ rằng ngoại giao tốt đó. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi rồi mình cho gặp mặt ha. Đúng rồi. Dạ, em xíu nha. Em đang quan sát và em đoán hình như bé áo trắng là con gái của anh. Đúng không ạ? Đúng rồi đó. Cô chào con. Dạ, lời đầu tiên nói là xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Con thấy là cô Nhi rất là dễ thương, xinh gái. Con ủng hộ cha đăng ký này. Mong muốn cha là tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Chỉ cần là cô yêu thương cha con là con cảm thấy vui rồi. Trời cảm ơi. Ơn con rất là nhiều. Rồi rủ bây giờ ba con lấy vợ về, ba con thương vợ nhiều hơn thương con rồi sao? Dạ thì con cũng lớn rồi, cũng biết tự lo cho bản thân rồi, nên là ba con muốn yêu thương cô thì con cũng chấp nhận. Trời ơi cưng quá đi. Cho bên gia đình đàn trai phát biểu một câu. Tôi là Dượng của cháu Đắc. Thì trước hết xin chào tất cả quý vị và hai MC ở Đắc là cháu của tôi. Thì tôi thấy cháu còn rất nhiều cái điểm mạnh mà cháu không chịu nói, nhưng mà tôi phải nói. Cháu rất là hiền và thành thật. Tôi chả thấy cháu nóng cái chỗ nào cả. Tôi thấy là vừa một mình nuôi ba đứa con gái 5 năm nay rồi, một bà mẹ già, nhưng mà cháu vẫn không có cái gì là có vẻ nóng nảy bực mình. Cháu như cô đơn như vậy. Vợ chồng tôi mới yêu thích chương trình này nhiều, cái nào cũng coi. Thành ra vợ tôi mới đăng ký lên. Dạ. Và động viên cháu có cả sự ủng hộ của con Đắc nữa. Dượng sẽ nhận xét về cô gái này. Dạ. Dượng không cần đòi hỏi cái gì, thấy hai con quá
xứng đáng, đẹp đôi. Nhưng mà cái ưu điểm mạnh của bên này, con phải ghi nhớ rằng đã đi dạy học như thế này và có tấm lòng biết chia sẻ và biết cảm thông, cái điều quan trọng nhất ở chỗ đó. Và cả hai bên đều có con cái, chúng ta sẽ là một gia đình mạnh nhất nếu hai cháu tiến tới. Hay quá Dượng ơi, Dượng hay quá Dượng ơi. Đến đây chương trình thì em có hai người thân của em, thứ nhất là bạn thân, với thứ hai là đứa em gái ruột của em. Em chào anh. Dạ chào em. Chị em thì hơi lớn tuổi một xíu, có một cái khuyết điểm nữa mà chị chưa nói là chị nói hơi nhiều nha anh. Dạ đúng. Không, anh cũng, dạ, hơi, anh cũng hay nói nhiều mà. Dạ rồi. Ảnh thì bề ngoài là rất là đẹp trai luôn á. Nãy chị nói em nó cứ dơ cái ghét cái thần cái thái rất là giống. Bên trong thì em không biết, để chị em tự tìm hiểu lấy nha. Hay quá. Rồi, hay đó. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Mở rào. Chúng ta cứ thoải mái trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn nha. Rồi, anh chào em. Dạ, em chào anh. Dạ, anh có món quà và hoa tặng em. Dạ. Chưa gặp mặt nhưng mà trùng tên. Trùng họ anh. Không, trùng tên luôn em. Là sao? Tại con anh cũng tên Yến. Dạ. Mà cái người mà để anh thành lập công ty cũng tên Yến. Nhưng mai mốt đừng có về la con rồi. Nhưng mà em cũng tên Yến nữa, hình như này có cái gì đó. Và em cũng chia sẻ là sau khi ly hôn, vì có khả năng tiếng Anh cho nên em cũng quen bạn bè trên online qua mạng và những cái người nước ngoài. Thì sau một thời gian em nhận ra là cái sự trung thực họ không có, và sự không có sự nghiêm túc. Thì theo anh thì người phụ nữ họ cần gì khi yêu? Phụ nữ cần trước người đàn ông. Vì sao hình như em gặp cũng thấy cảm giác run run quá. Cảm giác thì người đàn ông bờ vai để cho người phụ nữ dựa vào. Dạ còn gì nữa không ạ? Sao giống trả bài vậy trời? Cô giáo bị bệnh nghề nghiệp rồi. Khi yêu người phụ nữ cần gì? Dạ cái này lâu quá em quên rồi. Thôi. Đầu tiên thì cái ấn tượng đầu tiên của em thì em rất là hạnh phúc vì một người đàn ông hy sinh cuộc sống của mình để chăm lo ba đứa con. Với em là đó là cái điểm cộng đầu tiên mà em nhìn nhận về anh. Và cảm giác thứ hai thì em cảm thấy em có cảm giác hạnh phúc khi em nhìn thấy anh. Dạ, anh cảm ơn em. Vậy là quá đủ rồi. theo em thì nếu mà hai đứa có thể đến với nhau thì em có muốn muốn kiếm thành thêm một cháu nào nữa không? Dạ. Theo em. Về mặt cơ thể thì em vẫn là người mẹ có thể sinh con rất là bình thường. Còn về cuộc sống thì để có thêm nữa hay không thì em nghĩ cả anh với em đó là một cái sự bàn bạc thống nhất. Nếu như anh muốn thì em đồng ý. Ok, anh chấp nhận. Bây giờ thì đồng lại là anh đang suy nghĩ điều gì về cô gái đối diện và anh mong muốn thế nào, anh nói cho cô gái biết đi, nói thật lòng mình. Yến đây thì dễ thương, phong cách em cũng rất là thích. Cũng muốn hy vọng được hai đứa của anh, hai người anh quan hệ hơn. Anh đâu nói quan hệ anh. Hai người có mối quan hệ tốt đẹp. Mối quan hệ tốt đẹp, anh làm em lẹo lưỡi. Yến múa hay lắm. Nào, Yến có thể thể hiện một chút cái tài năng của mình. Em mời anh. Em mời chị Hồng Vân. Rất cha, chị múa hả? Dạ không, cái này là mình chỉ có lắc lư cơ thể một chút thôi, chứ không có múa gì nhiều đâu chị. Đấy mà. Đây là bài nhảy của cái điệu nhảy Chicken Dance ạ. Ok, stop nhạc. Hay quá. Rồi, nhìn thẳng vô cổ mà thê hát cũng được. Đó. Trời ơi. Bắt đầu. Bây giờ nếu mà tỏ tình thì em ngồi, anh đứng nha. Đó. Em ngồi.
Rùng quá. Lấy bình, anh lấy bình tĩnh tí xíu nha. anh xin thề yêu mãi em mãi thôi. Ông e ấp quá, ông mạnh mẽ lên cho tôi coi. Ôi có hôm nay cho em run gì đây. Chứ ngoài em đâu run đâu, hôm nay em vô đây em run quá. Thì gặp đúng đối tượng rồi đó. Anh xin thề yêu em mãi thôi. Yêu em nằm say suốt đời. Yêu em nằm say suốt đời. Em là bồ anh đẹp trai dễ thương. Ôi cho em được như đó rồi. Em lắm. Ủa bây giờ đọc ai hát vậy? Em đọc luôn anh ơi. Em đọc luôn anh ơi. Trời ơi Linh ơi, Linh phụ hát, ra đi. Ôi anh giúp mà em phụ mà em. Ủa sao phụ được trời. Chuyện yêu đương ông làm với tôi phụ sao được. Vậy anh đó. Anh biết sao không? Sao? Em khớp quá hả? Lặp lại nè, 2, 3, bắt đầu. Trời, em chặt quá, trời, em chặt quá. Nói là bài hát nó cũng được nữa. Bắt đầu. Anh thề là anh sẽ yêu em suốt đời. Trời đó, ơi. Vậy thôi, rồi. Thề yêu em suốt đời. Em là số 1 của đời anh. Đó, em number 1 à. Rồi. Được rồi, mình vậy để tay nút bấm đi. Dạ thôi vậy em ưu tiên bấm luôn nha. Rồi. Đâu có nút rồi, em bấm luôn à. Bên đàn gái chuẩn bị, chúng ta suy nghĩ cho kỹ. Quyết định là của trái tim mình. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng. Hay lắm, bạn lệnh lắm. Chúc mừng nha. Không có bắt tay nữa. Đây là mình nắm tay. Nắm luôn anh. Hai người này lấy nhau gì vui lắm nè. Ồ vui lắm luôn á. Dạ xin phép đàn gái cho anh xin hôn chị em cái nha. Vina Cacao xin gửi. Rồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ nhà trai nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ cùng giới thiệu cho mỗi bên biết về nhau một chút ha. Mời bạn trai. Dạ em xin chào tất cả các bạn có mặt tại phim trường. Em tên là Hồ Điểm, em ở Hội An, Bình Định. Nghề nghiệp là em là một kỹ sư điện. Em năm nay là 33. 33. Hiện em đang làm ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, còn em giới thiệu đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào và em chào tất cả các anh chị, cô chú có mặt ở đây. Em là Thanh Thủy, em 29 tuổi. Thì em sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Hiện tại em đang làm ở phòng hệ thống kỹ thuật công ty FAVV ở quận 7. Có gần Bình Định không? Dạ, cũng đi chút xíu luôn bây giờ. Cũng khá xa. Ủa xa hả? Cũng mấy trăm cây á. Ủa con thấy tưởng chữ Bình là hai đó kế đâu bên. Có à, sao em vậy, em nói về ưu điểm, nhược điểm của mình coi. Về cái nhược điểm của em trước ạ. Dạ là em hơi nhát chút xíu, lười đi ra ngoài. Em cũng thẳng tính trong công việc nữa. Nói nhiều mà em nói nhây nữa. Thế sao nhược điểm nhiều dữ vậy? Dạ đối với những người mà em thân thiết á, em thích ghẹo người ta lắm. Ờ lầy đó phải không? Dạ đúng lầy rồi đó. Em lầy đó. Dạ dạ ưu điểm của em là em dễ chịu, vui vẻ, hòa đồng. Rồi đàn trai ưu điểm nhược điểm thế nào, nói cho đàn gái nghe coi nào. Em là một người rất là nhút nhát, rất là rụt rè và cũng là rất là nóng tính. Nhược điểm thì em là một người rất là dễ hòa đồng, siêng năng. Trong công việc thì em là một người rất là cần cù và chăm chỉ. Nóng tính nhất em làm gì là điểm? Dạ em nóng tính là em thường hay quạo và em có những cái lời lẽ nó không có hay đó. Đôi khi xúc phạm. Có xúc phạm luôn anh. Cái này giảm bớt thì xưa anh cũng bị cái đó. Dạ, cũng nên hả điểm ha. Dạ. Bên đàn gái cho chúng tôi biết được cái đường tình duyên mới đó cái coi sao. Dạ em thì là em có chính thức tìm hiểu mà một người. Từ cái anh đó là gói gọn là tìm hiểu chắc, với quen chắc là chưa tới một tháng rồi chị. Chưa, trời ơi sao dài vậy? Vậy là chưa có phải tình yêu quá. Dạ là... Còn bên sao em ơi? Bên này mấy mối tình rồi? Có hai mối tình. Hai mối. Mối tình thứ nhất là nó rất là kéo dài. Rất là kéo dài bao năm? Dạ tới 5 năm lận anh. Chào em. Dạ chào chị. Mối tình thứ nhất là mối tình thời sinh viên là 5 năm. Cái cuộc tình đó là nó hằng sâu trong em, nó làm em nên là tổn thương. Ủa sao nó dữ vậy? Dạ nó lỗi do ai? Một phần là cũng do em anh ạ. Em yêu nhiều quá nên là em có nhiều cái vụng về hơi xúc phạm đó đúng không? Phải không? Dạ đúng rồi anh. Rồi sao anh nói hay dữ ta?
giống như chuyện của anh vậy không bà? Anh em mình giống á. Lúc đó thì em đi tìm kiếm tình yêu, em sang bằng, gọi là sang bằng cái mối tình đó. Cái tình yêu đó nó cũng vẫn là kéo dài đến 3 năm. Có khi 3 năm sau chia tay. Sự trả thù mối tình yêu của em lần đầu nên là em muốn để quên đi những cái tình. Trời đất ơi, cái này là không được nha. Thôi coi nó biết lỗi cũng tốt rồi. Biết lỗi và coi như là em chia tay là bởi vì em cảm thấy là vì mình không có yêu. Nào giờ cái hình mẫu lý tưởng của em sao nè? Thích bạn nữ có mái tóc dài. Dù bạn đó như thế nào em vẫn thích mái tóc của bạn. Xấu đẹp không cần thiết, miễn tóc dài được. Tóc giả được mà. Tóc giả được, bây giờ được hết á. Tóc giả mà bằng tóc thiệt á, có hết á. Đúng rồi. Em chỉ cần mái tóc thôi, không cần biết cái bạn đó là như thế nào luôn. Dạ đúng rồi. Em có tin là tóc chị Vân là giả không? Tóc chị Vân là chắc tóc thiệt anh. Người đẹp mà chỉ nên là phải là mái tóc chỉ cũng phải đẹp như thế. Trời ơi, người đẹp tóc đẹp. Em bị lộn rồi đó. Tóc bây giờ là giả hết. Rồi lỡ người ta bị cái bệnh gì ta rụng sạch tóc rồi không lẽ ông bỏ ta luôn? Ha, cái đó tính sau anh, đó tính tiếp. Đúng rồi, chị Vân nữa hay ra. Hồi hộp quá, phải nuôi dưỡng cái tóc này nha, đừng bao giờ để cho nó rụng nghe chưa. Ô chào em gái. Dạ. Cũng dài, nhưng mà anh không tin là tại sao em cũng xinh gái như thế. Mà đó giờ em tìm hiểu chính thức con người một tháng là sao? Thì em đi học ra xong rồi em đi làm á. Mà thời gian đi làm của em nó một ngày nó phải trên 12 tiếng. Làm để dành tiền nữa lấy chồng hả? Dạ. Cái định ở nhà ở thân với ai nhất? Mẹ ba anh chị em luôn. Dạ. Thế giờ này còn ngủ với mẹ không? Dạ, dạ con. Có chờ tìm mẹ không? Dạ, dạ con. Mà cái đó có chờ tìm mẹ. Chuyện nó bình thường. Thiệt là con nít luôn. Bình thường, có những chàng trai lên đây cũng nói y chang vậy. Chuyện nó dễ thương mà. Vậy thì giờ em nghĩ về cái người chồng của em phải như thế nào? Dạ, về ngoại hình á, thì em mong muốn là cao khoảng 1m65 trở lên. Rồi, dạ, không có bụng bự. Không có. Được không? Đầu hói. Hả? Đầu hói. Không phải đầu hói hả? Không, em không thích đầu hói. Không có. Không có cơ quan đâu. Cởi giày được không? Được. Cởi giày là ok luôn. Cởi giày ok ha? Dạ. Hai bạn này đều thích tóc hết trơn á. Tính tình á, thì là em cũng sợ nóng tính lắm. Nhưng mà bất kỳ người đàn ông nào thấy em là không bao giờ nóng tính nữa. Bao nhiêu cái nóng tính nó dịu xuống hết, mất hết rồi. Dạ, với lại ghen nữa. Ghen à? Dạ. Ghen dữ lắm nè. Anh đi với ai? Dạ em đi với chị gái với lại anh trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em trai. Rồi. Em cũng chào mọi người trong trường quay. Dạ em là chị của Bích Thủy. Thì thấy em cũng nhìn bề ngoài thì cũng thân thiện. Nhưng mà được cái khuyết điểm của em thì chị cũng có nghĩa là mình nóng tính quá thì đôi lúc nó cũng không được vui cho lắm. Nếu như em kiềm chế lại bớt thì được. Dạ em xin hết. Cảm ơn nhà ha. Thôi mời đàn trai đi với ai? Rất là nhiều đó, gia đình của em gồm có anh trai, người em sinh đôi của em, bạn, những người bạn cùng xóm của em. Đâu thử cho em gái Thủy đón thử xem. Đón thử coi nè. Anh ngồi số 2. Anh số 2 hả? Là anh áo xanh đó đó. Anh đeo kiến hả? Dạ. Như vậy là chị biết cái mẫu người của em là như thế nào rồi. Anh ấy sếp của anh rồi. Chọn ngay sếp đó em. Chọn ngay sếp thầy. Cho em lộn, dạ. Chọn lại lần nữa đó. Do anh chọn số 3. Thấy không? Anh số 3 là ảnh kế bên nhà em luôn. Đó, sai nữa. Anh em xin đôi của bạn điểm là ai? Đưa tay lên nào. Đó. Dạ. Chào anh Quỳnh Linh, chị Vân. Em là em của anh Điểm, sinh đôi. Em ghi nhận là người bạn cũng dễ thương. Thì đến đây cũng một cơ hội rồi. Em mong là hai anh chị tạo cho nhau một cơ hội. Chắc em ăn nhiều hơn Điểm mà. Ai cũng nói vậy hết anh. Trước em mập là mập nhiều lắm. Nhưng bây giờ lấy anh sinh đôi. Mà không có giống, không có giống nhau luôn giống. Được rồi. Mình tham khảo ý kiến gia đình vậy. Mình cho quan trọng là hai trẻ gặp đúng mặt rồi. Thôi sao. Hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Gia đình nhà tôi bữa nay là đồng phục màu hường nha. Cảm ơn quà. Cảm ơn anh. Hôm nay là em cũng có đem món quà tới tặng cho anh. Mà em đi em quên mất tiêu rồi. Trời. Anh có gì muốn nói không? Em mở quà đi. Em mở quà đi anh mới nói được. Dạ. Chiếc đồng hồ này nó có ý nghĩa là nó quay mãi, không bao giờ nó dừng. Cũng như là tình yêu của anh.
anh yêu một người là anh yêu mãi, anh không bao giờ anh dừng. Hát tặng bài lấy tình cảm với điểm. Đã bao đêm anh thức viết thư tình, gửi trao em tình yêu và nỗi nhớ. Anh mơ ôm lấy em vào lòng. Thủy Thủy hát lại đi, hát lại. Dạ em cũng xin hát lại tặng anh một bài. Ừ. Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lấy gì để minh chứng con tim? Anh hứa đi, anh hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Em rồi, hay quá. Anh nói trước đi. Cho em hỏi trước, anh sao anh không hỏi được, anh à. Rung quá. Dạ. Em thấy anh thì anh cũng dễ thương. Anh bề ngoài anh ok á, anh không có gì chê hết trơn á. Sau này em lại sợ cái tính nóng, cái tính ghen của anh á, nó sẽ ảnh hưởng tới. Tại vì anh nói là anh nóng tính, anh ghen, nhưng mà thời gian không biết là anh sẽ giảm hay là anh tăng, em không biết. Anh cũng cho cái tính anh hơi nóng nên anh cũng thích những người, ví dụ như em là một người gái mà rất là chiều chuộng và làm nũng, ví dụ như thế. À, để cho anh vơi những cái tính nóng của anh đi. À, anh nóng tính nhưng mình cũng kìm hãm được cái sự nóng của anh. Do là nên em yên tâm đi, nóng tính là có thể anh thay đổi được. Đó, người ta khẳng định rồi. Với cái mái tóc dài này anh cảm thấy là đúng với mái tóc người thương của anh chưa? Dạ, đối với mái tóc thì của em thì anh thấy là mái tóc đúng đẹp. Anh sẽ thương yêu cái mái tóc em. Em yêu mái tóc hay em yêu con người của người ta? Dạ, em yêu trước tiên là em nhìn vào mái tóc thì em thấy ok, là đó là cái hình ảnh mà nó đập vào mắt anh thích. Dạ. Em vuốt thử mái tóc này coi là tóc thiệt hay tóc giả. Chắc em nghĩ là tóc thiệt. Tóc thiệt. Thử đi vuốt coi có bóng mượt không? Mẹ em vuốt đi. Đó, sao? Mềm, mềm mà dịu. Bóng mượt đúng không? Tóc này là tóc thật thì không có tóc giả. Tóc đó là tóc thiệt đó. Anh cảm ơn em. Anh nhìn em thì anh cũng không biết hỏi gì hết luôn. Anh thấy em là ok, dễ thương. Sau hồi nãy giờ em thấy anh nói chuyện thì em thấy anh như thế nào? Anh đợi một chút xíu đi, giờ anh sẽ biết kết quả. Đợi chút xíu nữa đi. Chờ chút xíu nữa. Trả lời. Tất cả đều phải chờ chút xíu nữa. Đấy, giờ cái nút trả lời tất cả đó, tất cả đó. Rồi, chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Em có thể nói lý do tại sao không bấm được không Thủy? Dạ thì em cũng nói như ban đầu rồi, em rất là sợ nóng tính với lại cái tính ghen á. Em không, em sợ đòn lắm. Đúng rồi, Điểm ơi. Dạ. Cái đó bạn Thủy nói đúng đó, mình bớt cái nóng tính đi. Cái nóng tính đó đôi khi nó ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, thậm chí ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nữa. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn mỗi bạn một hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Nhãn hàng Findeli, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thật nhiều may mắn và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Có lẽ các bạn chưa có nợ với nhau. Không sao, có thể hai bạn ấy là bạn với nhau và biết nào đó hai bạn ấy lại trở thành thân thiết với nhau. Và có đôi khi họ lại bấm nút với nhau ở ngoài đời nữa thì sao? Như vậy là ta kết thúc chương trình ngày hôm nay. Một cặp đôi không bấm nút và cặp đôi đã bấm nút hẹn hò. Cặp đôi đã bấm nút hẹn hò cũng rất là gọi là
có dấu ấn á. Được, được, được. Bấm bấm thấy là cái gọi là cái gì đó, cái gì là hôn nhân nó gọi là tơ hồng rồi đó. Có cái gì có nợ rồi đó. Có nợ rồi đó. 36. Một nồi cơm điện. Ồ, cái khu vực em có vợ chưa? 36. Em có rồi vợ đây. Chưa? Chưa. Em chưa có vợ hả? Khán giả may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các quân nhân đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Cảm ơn tình cảm quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Muốn xem lại chúng ta hãy vào kênh MTV Media và nhấn subscribe hoặc là cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He vi uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ chính cho chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.